chiều ngày 20 tháng 9, Hoàng Thái tử Nhật Bản Akishino và Công nương Kiko đến thủ đô Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 20 đến ngày 25 tháng 9. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam-Nhật Bản đang trong giai đoạn tốt đẹp, phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực. Đặc biệt, chuyến thăm diễn ra nhân dịp hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, từ năm 1973 đến năm 2023. Theo chương trình, hôm nay 21 tháng 9, tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân chủ trì lễ đón và hội đàm với Hoàng Thái tử Akishino. Trong chuyến thăm, Hoàng Thái tử Akishino và Công nương Kiko sẽ có các hoạt động như đặt hoa tưởng niệm tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và tham quan nhà sàn, ao cá Bác Hồ, tiếp kiến Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, dự lễ kỷ niệm 50 năm quan hệ Việt Nam-Nhật Bản. Ngày 21 tháng 9, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm vụ án bà Nguyễn Phương Hằng, sinh năm 1971, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam và đồng phạm về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xác định bà Hằng đã lợi dụng quyền tự do dân chủ, thực hiện nhiều buổi phát trực tiếp trên mạng, phát ngôn có nội dung bịa đặt, biết rõ thông tin không đúng sự thật hoặc thông tin chưa được kiểm chứng, xúc phạm nghiêm trọng uy tín, danh dự cá nhân. Giảng viên luật, tiến sĩ Đặng Anh Quân, đồng phạm của bà Hằng, tương tác, tham gia bình luận trực tiếp với bà Hằng trong 11 buổi phát trực tiếp trên mạng và có phát ngôn mang tính xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín, danh dự và nhân phẩm của ông Võ Nguyễn Hoài Linh, nghệ sĩ Hoài Linh. Phiên tòa dự kiến kéo dài trong 2 ngày 21 và 22 tháng 9. Ngày 21 tháng 9, Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh cho biết vừa phát hiện một trường hợp vẽ bệnh, moi tiền tại phòng khám y học Sài Gòn, Nguyễn Văn Cừ, phường 2, quận 5. Trước đó, đường dây nóng của Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận thông tin của một người bệnh kêu cứu đang bị một phòng khám tư nhân giữ lại để vẽ bệnh, moi tiền. Theo người bệnh, chị đến phòng khám này để khám phụ khoa. Phòng khám đã khám và cho biết đã phát hiện ra thai nhi, sau đó tư vấn chi phí phá thai là gói 2 triệu đồng và làm không đau. Tuy nhiên, trong quá trình làm thủ thuật phá thai thì phòng khám này yêu cầu người bệnh ký gói 29 triệu mới làm tiếp, nếu không sẽ làm chảy máu nhiều và rất đau, và gây áp lực yêu cầu chuyển khoản ngay trên giường bệnh. Người bệnh này không chuyển đủ tiền nên phòng khám đã bắt giữ lại. Sau khi ghi nhận, Thanh tra Sở Y tế đã hướng dẫn chuyển các bệnh nhân đến Bệnh viện Từ Dũ để kiểm tra, theo dõi tình trạng sức khỏe. Thanh tra Sở Y tế đã lập biên bản, tạm đình chỉ hoạt động khám chữa bệnh của cơ sở do không đảm bảo về hoạt động khám chữa bệnh và an toàn người bệnh, đồng thời tiếp tục làm rõ các hành vi vi phạm pháp luật, kiên quyết xử lý nghiêm. Tối ngày 20 tháng 9, tại tòa nhà IMC, quận 1, nghệ sĩ ưu tú Thành Lộc cùng ekip đã ra mắt sân khấu Thiên Đăng và công diễn với nhạc kịch Giáng Hương, kịch bản, Nam Châu, đạo diễn, Thành Lộc. Tác phẩm được sân khấu Thiên Đăng chọn dàn dựng để tôn vinh và tri ân vở sân khấu Về Khuya của soạn giả Nam Châu, nghệ sĩ nhân dân Nguyễn Thành Châu. Vở nhạc kịch Giáng Hương có sự tham gia biểu diễn của nghệ sĩ ưu tú Thành Lộc, nghệ sĩ ưu tú Hữu Châu, nghệ sĩ Hoàng Trinh, Hương Giang, diễn viên Lê Khánh, Vân Trang, Tuấn Khải, John Nguyễn. Vở nhạc kịch xoay quanh cuộc đời và sự nghiệp của cô đào hát Giáng Hương do diễn viên Lê Khánh thủ vai, vợ nhà viết kịch Lĩnh Nam. Nhà viết kịch Lĩnh Nam do nghệ sĩ ưu tú Thành Lộc thủ vai. Cuối buổi công diễn vở nhạc kịch Giáng Hương, sân khấu Thiên Đăng cũng giới thiệu nhóm bạn trẻ Impact Theater Sài Gòn chuyên biểu diễn những trích đoạn nhạc kịch Broadway nổi tiếng như Bóng Ma Trong Nhà Hát, Chicago, Mamma Mia, La La Land, Les Miserables, Dream Girl, Tích Tích Bom sẽ là đội ngũ trẻ hợp tác cùng sân khấu trong nhiều buổi biểu diễn sắp tới. Tối ngày 20 tháng 9, Công an quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng cho biết vừa phát hiện và thu giữ gần 1.500 bánh trung thu không rõ nguồn gốc. Đội Cảnh sát Kinh tế, Môi trường, Công an quận Thanh Khê phát hiện cơ sở Tiểu Hồng đang chuẩn bị đóng bánh trung thu vào từng hộp rồi xuất ra thị trường. Điều đáng nói, trên bao bì sản phẩm đều không có nhãn mác, không có tên cơ sở sản xuất, không thành phần, không nguyên liệu mà chỉ có duy nhất mỗi hạn sử dụng và ngày sản xuất. Tuy nhiên, thời gian ghi ngày sản xuất không đúng với thực tế. Cụ thể, ngày sản xuất ghi trên bao bì là 24 tháng 9 năm 2023, trong khi ngày kiểm tra là 20 tháng 9 năm 2023. Quá trình kiểm tra, chủ cơ sở không xuất trình được giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh,
giấy chứng nhận an toàn thực phẩm. Lực lượng chức năng đã niêm phong, tịch thu toàn bộ lô hàng trên và xử lý theo quy định của pháp luật.